Xin chào các anh chị, hôm nay Jenny sẽ hướng dẫn anh chị sử dụng máy Lumi Spa để rửa mặt theo cái cách của Jenny mà Jenny cảm thấy rất là hiệu quả ha. Thì khi mà dùng Lumi Spa đó anh chị, thì nó có hai cái đầu. Cái đầu mà Jenny đang cầm á, là cái đầu này gọi là normal. Còn cái đầu này đó, nó gọi là firm. Thì Jenny sẽ dùng cái đầu firm này cho da của ông xã, bởi vì da ông xã là thuộc dạng da dày ha, mình sẽ dùng cái đầu firm. Thì cái cách lấy cái đầu nó rất là dễ, mình chỉ cần tháo nó ra thôi là nó ra. Rồi bây giờ đó mình sẽ dùng cái Lumi Spa product. Hồi bữa mình làm bên nào, bên này đúng không? Jenny chỉ làm một bên thôi ha. Thì Jenny lấy khoảng chừng 1 inch Lumi Spa product. Jenny mới apply lên nửa mặt. Đây là cái cách Jenny làm rất là hiệu quả khi anh chị đi demo mà mình không có tốn sản phẩm mà kết quả rất là tốt nha. Rồi sau đó đó thì Jenny mới xịt, anh nhắm mắt rồi nha. Jenny mới xịt nước lên cho ướt. Rồi Jenny mới xịt nước lên cái đầu máy Lumi Spa. Sau đó mình sẽ bấm. Và cái kỹ thuật đi thì mình cũng lip lên ha. Thì ví dụ như da ông xã của Jenny là dày thì Jenny sẽ cũng lift cái phần này lên để cho nó có cái vi xếp này anh chị. Giữ lại từ từ ha, đi xuống nhẹ nhàng. Nâng lên. Giữ lại từ từ. Đi xuống nhẹ nhàng. Rồi mình nâng lên. Ok. Rồi mình mới qua cái khóe miệng, mình cũng đi y như là mình đi cái máy facial spa vậy. Xong rồi mình vô đây á, mình sẽ rửa sạch cái phần mũi này. Tại cái phần mũi này có rất là nhiều da dơ. Rồi mình cũng đi xuống khỏi cái gò má và mình nâng lên. Khi vô đây thì mình đi rất là nhẹ nhàng chị ha. Rồi mình đẩy thẳng lên. Rồi mình cũng đẩy cái chân chim của mình lên nè ha. Đẩy cái chân chim của mình lên. Ok. Cũng đừng có để cho cái sản phẩm này nó vô mắt nha. Mình không có xoay nhiều và mình tì mạnh quá thì cái máy nó cũng sẽ tự đứng. Nếu mà mình tì quá mạnh thì cái máy nó cũng sẽ tự đứng cạch 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 cạch. Đó cho nên là mình cũng không có được tì quá mạnh, mà mình đi nhanh quá cái máy nó cũng sẽ tự đứng, nó cũng sẽ tự kêu cạch 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 cạch. Ok, mình đi lên thì mình đi từ từ và mình đẩy, đi xuống thì mình kéo lướt qua cái mặt thôi. Cái này là kêu mình chuyển chỗ nè. Cái cách hướng dẫn của công ty thì nó khác một chút, nhưng mà đây là cái cách nhân viên hướng dẫn để mình đi làm demo cho nó có hiệu quả đó. Đối với cái mặt của ông xã của Jenny đó, hoặc là khi Jenny đi làm demo đó, thì Jenny sẽ làm 3 lần. Thay vì mình chỉ chạy một lần 2 phút thì Jenny sẽ làm 3 lần, 2 cho tới 3 lần là 4 phút cho tới 6 phút. Ok, thì như bây giờ là coi như mình xong 2 phút, Jenny sẽ xịt mặt của anh cho ướt lại và Jenny sẽ xịt cái máy Lumi Spa cho nó ướt. Và Jenny sẽ bấm lại và Jenny sẽ đi lại ha. Mình đi như vậy đó thì một phần á, mình sẽ làm cho sạch cái đầu máy luôn, mà một phần mình sẽ làm cho những cái kem mà bám ở trên da nó sạch á. Thì lúc đó đó mình rửa cái mặt nó cũng dễ dàng nữa. Bữa đó mình nhưng thì nó sẽ mượn cái mặt của ông xã giờ để đi một tháng này. Lần này là lần thứ hai nè, trong vòng 2 ngày hay 3 ngày anh nhỉ? Ngày nay ngày thứ ba phải không? 3 ngày mà làm có 2 lần nè. Ok, mình lift lên ha. Từ cầm mình lift qua trái tay.
từ cần mình biết có trá tăng đó, mình muốn tập trung chỗ nào thì mình biết chỗ đó. Đó là cái cách mình đi ha, mình cứ đẩy đều lên. Rồi, bây giờ Jenny sẽ đi lại thêm một lần nữa. Những cái mặt mà dơ, mà dày, mà rỗ đó anh chị, thì anh chị nên đi 3 lần để cho nó mịn màng. Vấn đề quan trọng nằm ở cái chỗ đó, khi mình đưa lên đó, thì mình đẩy, anh chị thấy không, mình đẩy nhanh luôn. Mà khi mình đi xuống mình lướt rất là nhẹ nè. Mình đi lên mình đẩy, mình đi xuống mình đi lẹ tay và mình lướt rất là nhẹ. Mình không có cho cái da của mình chảy xuống nha. Cái máy Lumi Spa thì rất là dễ đi. Nó mịn dữ lắm anh ơi. Đi chừng một tuần là chắc cái da anh hết rỗ luôn. Rồi anh có thể cầm tự đi cho mình cái ha. Slip rồi hả? Ok ha, mình đi từ cầm nè. Mình đẩy lên nè, nếu mà ai mà bị chảy xệ dưới hàm thì mình cũng đẩy lên nè ha. Mình đặt xuống cái hàm mình đẩy lên nè. Chân chim nè, đi vô nhẹ nhàng. Mình đẩy ra. Rồi, coi như là mình xong ha. Thì bây giờ mình sẽ rửa mặt. Dân mì thay vì ông xã phải cúi vô rửa đó, thì dân mì sẽ lấy rước rửa cho anh ha. Thấy sao? Thấy sao? Thấy khác không? Thấy cái mặt chệch lên nhiều không? Nghiêng qua cho mọi người, nghiêng qua bên này cho mọi người coi cái độ mịn màng của da. Xong rồi mình nghiêng qua bên kia mình coi cái độ mịn màng của da. Ok. Đó, thấy cái độ lão hóa của da không? Ok. Rồi khi mình đi cái máy Lumi Spa xong đó, thì mình rửa sạch sẽ. Rửa thì anh chị cứ bỏ cái này vào trong cái vòi nước, anh chị rửa cho nó sạch hết cái này thôi. Rồi anh chị cắm cái máy chạc. Dân thì chạc xài từ bữa đến giờ thì không có thấy hết. Khi mà nó hết thì nó sẽ lên điện. Và khi mà nó hết, nó đầy thì nó sẽ tắt điện ha. Nhưng mà một tuần khi nào hết anh chị hãng chạc, đừng có chạc đi chạc lại mà nó chai cái cục pin đi nha. Còn rửa thì vậy nè. Okay. Anh giữ giùm mình cái điện. Ok, Jenny rửa giống vậy nè. Jenny rửa tay của mình, bấm ha, lên nó on ha. Xong rồi Jenny rửa cái tay của mình luôn. Còn xong thì anh chị cứ cho nó vô trong cái vòi nước anh chị rửa. Đó, rồi nó sạch bong à. Sạch
ong rất là dễ rửa ha. Rồi mình lau cho nó khô rồi là mình bỏ lên đó thôi. Ok, Jenny chúc cho mấy anh chị một ngày một đẹp hơn với Lumi Spa nha. Ông xã muốn nói gì ông? How you feel? Feel good, mịn quá, mịn mịn, soft ha. Thank you ông xã, bye bye.